trời mưa quá trời luôn, nhưng mà không làm Su nản chí, cho nên Su sẽ đi ăn cho chị. Mưa mà Su nó không có chịu đợi ngày mai, nó kêu nó buồn, nó muốn đi ăn luôn bây giờ, nên là giờ mẹ với Su quyết định là bỏ mưa đi luôn hả Su hả? Đói. Su đói đó, đúng rồi. Đây. Ăn mà đợi chờ đâu có ngon đâu hả Su hả? Rủ dì hai mà dì hai trời mưa gió quá dì không muốn đi, nên là mẹ với Su sẽ đi luôn. Bây giờ mẹ với Su đã tới Chino. Hi. Mưa thì mưa mà đi thì đi à. Vắng khách lắm, vắng tanh. Giờ mình sẽ đi lên trên lầu ăn ha. Hả? Ở trên không có khách luôn, không có một bóng người luôn. Thả đâu? Hey. Mưa gió bão bùng. Rồi. Hay chọn cái rẻ không? Thôi, Su chọn cái gì? Su chọn đi. Cái này. Rồi. Cái này không cay. Rồi. Gì? Mấy cái này là hai chín, hai chín. Lấy đi. Cái nào cũng được. Muốn ăn gì lấy cái đó. Nay mình ăn mừng mà. Mì gì nữa? Mì xào gì đó nữa. Để Su quay lấy hơn. Ok, Su với mẹ uống chung một lon, hai tẩy. Ok, tất cả các món đã ra. Xử thôi. Khó nhìn cái mặt à. Ngon không? Vô cả đi. Vô. Ngon quá. Ăn xong rồi giờ chơi mini game nha. Ok. Mẹ với Su ăn xong rồi, bây giờ sẽ về tắm rửa rồi chơi mini game. Rồi tiếc còn ghế massage để đó mất tiền, chuyển chỗ khác rồi, uổng giả mang. Lấy hai bọc bún. Hai bịch. Bún chả nướng.
định mua bánh mì mà bánh mì hết rồi. Bỏ vô đây.